Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta về phương pháp sử dụng hàm lập chưng để giải cái phương trình mũ. Thì video này thầy giới thiệu chúng ta bốn ý. Ta tiến đeo vào ý đầu tiên, phương pháp sử dụng hàm lập chưng. Ý A này, ta có 2 mũ x bình trừ đi x trừ đi 2 mũ x cộng 8 thì bằng 8 cộng với 2x trừ x bình phương. Thì ra trong video này thấy những cái bài này tương đối là đơn giản, cực kỳ là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Nên là nếu như những cái hàm đơn giản này thì chúng ta cứ đặt cái số mũ này là u này, cái này là v này, thì chúng ta sẽ biến đổi thằng này sẽ theo u v này. Đấy, hoặc nếu như bạn nào nhìn nhanh thì thấy ngay là chúng ta cái thằng x bình trừ x đó, rồi là ở đây chúng ta thấy đây chúng ta cộng vào chúng ta nhìn này. À, chúng ta thấy sẽ thấy được cái này, ok chưa? Vậy chúng ta thấy ngay này, ở đây chúng ta nhìn biến đổi một chút nhá, biến đổi này chúng ta nhìn thấy nhanh, 2 mũ x bình trừ x trừ đi 2 mũ x cộng 8 thì ta sẽ bằng ở đây có thằng x cộng 8 này, đó, chúng ta cộng với là x trừ đi x bình này, ok, biến đổi một chút nữa, 2 mũ x bình trừ x trừ đi 2 mũ x cộng 8 thì bằng x cộng 8 này, à, trừ ra ngoài này thì ta gọi x bình trừ x. Thế đây chúng ta chuyển vế sang, đó, chuyển vế sang, chuyển vế đổi dấu. Chúng ta có 2 mũ x bình trừ x cộng với x bình trừ x thì bằng 2 mũ x cộng 8 cộng với x cộng 8. Đó. Nếu ta ở đây ta đặt thì đặt u u bằng x bình trừ x v bằng x cộng 8 thì ta sẽ có là 2 mũ u cộng với u thì bằng 2 mũ v cộng v. Đó, thì đây chính là cái hàm lập chưng của chúng ta này. Được chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ từ đây ta xét thì ta sẽ thành f t đi. F t bằng 2 mũ t cộng với t thì ta có f phẩy t bằng 2 mũ t lên p2 cộng với 1. Ok, thì ta thấy thằng này luôn lớn hơn 0 với mọi t, thì ra thằng ft là luôn đồng biến, luôn đồng biến. À, thế từ cái phương trình sao này, vậy phương trình sao ấy sẽ tương đương với là fu bằng fv. Đó, mà hàm số luôn đồng biến thì tương đương u bằng v là cái nghiệm duy nhất đây, u bằng v, chỉ u bằng v thôi. Và thay u v vào đây thì ta sẽ có phương trình là x bình trừ đi x bằng 8 cộng với x cộng 8. Chuyển vế sang thì ta sẽ được là x bình trừ đi 2x trừ 8 bằng 0. Rồi giải phương trình này dễ rồi, đúng không? X bằng là bấm máy. À, một nghiệm đây chúng ta thấy một nghiệm là mấy? Một nghiệm là 2. Một nghiệm à, tổng là 2. Tổng là 2, tích là trừ 8. Thì chúng ta sẽ có như sau này. Đấy. Ok này, tổng 2 tích trừ 8 này. Thế thì chúng ta sẽ thấy như sau này, 2 mới trừ 8 thì sẽ là 4 và trừ 2 thôi, đúng không? 4 và trừ 2 thôi. Ok, rất là đơn giản đúng không nhỉ? Ok, đấy. Đây là câu số ý đầu tiên này, rất là dễ. Sang ý thứ hai chúng ta tương tự thôi. Nhìn ý B này, ý B 2 mũ x cộng 1 trừ đi 4 mũ x thì bằng x trừ 1. Đấy. Đến đây chúng ta biến đổi một chút này. 2 mũ x cộng 1 trừ đi 2 mũ 2x thì bằng x trừ 1. Chúng ta biến đổi xem là ở đây chuyển vế chúng ta sang bên này thì nó sẽ trở thành là gì? Chúng ta sẽ hướng tới cái thằng một thằng x cộng 1. Đấy, nó sẽ dấu trừ một thằng là 2x. Bởi vì chúng ta sẽ có 2x cộng 1 này trừ đi 2 mũ 2x này. Thì bên này sẽ là 2x trừ đi gì? À, trừ đi x cộng 1. Đó, chúng ta nhìn chưa? Thì nó đúng bằng x trừ 1 đâu. Rồi, ta chuyển vế thôi. 2 mũ x cộng 1 cộng với x cộng 1 thì bằng 2 mũ 2x cộng với 2x. Rồi tương tự nếu ta đặt u bằng x cộng 1 v bằng 2x thì từ đây ta sẽ có là 2 mũ u cộng u thì bằng 2 mũ v
cộng V. Và đương nhiên trong trường hợp này ta xét cái hàm FT như là IA đúng không? Ta xét hàm FT cũng thế thôi, bằng 2 mũ T cộng với T thì ta gọi F phẩy T chính là bằng 2 mũ T NP2 cộng với 1 cũng luôn dương với mọi T. Và ta có F thì FT luôn đồng biến. Đó, FT bằng đồng biến thì suy ra ta có là FU mà bằng FV thì tương đương với U bằng V. Đó, U bằng V thì đương nhiên dễ quá rồi, tức là X cộng 1 thì bằng 2X, hay nói khác X bằng 7, X bằng 1. Rồi, là X bằng 1. Xong. Đó, là ý thế. Ý B của chúng ta. IC thì chắc cơ bản là cũng thế thôi đúng không nhỉ? Chúng ta nhìn nhanh IC này, xem IC nào. IC này thì ta có 5 mũ 2x cộng 1 trừ đi 5 mũ 3x bằng luôn này, bằng bên này, bằng x trừ 1. Thế ta biến đổi đây, chỗ này chắc chắn là con dấu trừ đây rồi, chúng ta sẽ là bằng này. À, 5 mũ 2x cộng 1 trừ đi 5 mũ 3x thì bằng bao nhiêu? Chỗ này chắc chắn là bằng 3x trừ đi 2x cộng 1, rất là dễ đúng không? Đúng không nhỉ? Đấy, 3x trừ thì 2x cộng 1 thì thành x trừ 1, chuẩn rồi. Chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu thôi. 5 mũ 2x cộng 1 cộng với 2x cộng 1 thì bằng 5 mũ 3x cộng với 3x. Đấy, thì tương tự như vừa rồi chúng ta thấy ngay. Nữa thì ta sẽ có là đạt này, U bằng 2x cộng 1 này, V bằng gì? 2 3x. Đúng không? Thì ta sẽ có là 5 mũ U cộng với U thì bằng 5 mũ V cộng V. Đấy, tương tự, chúng ta làm tương tự, được chưa? Và đây chính là hàm trừ của nó đây. Rồi, ok. Đấy IC, và chúng ta làm tương tự như IB và IA, không có gì khác cả. Đây chúng ta tự làm. Chúng ta sang ID này. ID. Ok. ID đây, chúng ta điều kiện trước nha, điều kiện để x khác không, ok. Rồi, ta sẽ thấy này, 2 mũ 1 trừ đi x bình trên x bình trừ đi 2 mũ 1 trừ đi 2x trên x bình thì bằng x trừ đi 2 trên 2x. Nếu chúng ta nhìn vào đây, nó rất là khó phân biệt này, chúng ta thử xem là nó thành cái gì. Chúng ta biến đổi một chút. À, đây có số 2, chúng ta xem là như nào nhé. Chắc chắn là thằng này, hai thằng này trừ cho nhau thì sẽ phải bằng này, bằng cộng trừ này, đúng không? Chúng ta sẽ thử rồi, mình nhìn ta thấy hơi phức tạp một chút, nó không giống như IA, IB, IC, đúng không nhỉ? Nhìn thấy hơi phức tạp thôi. Chúng ta thử xem nào, 1 mà trừ đi x bình ấy, chia cho x bình trừ đi đi, trừ đằng sau đây, trừ đi 1 trừ đi 2x chia cho x bình ấy, thì nó bằng cái gì? À, cũng x bình đây đúng không? Thì chúng ta sẽ làm 1 trừ x bình này trừ 1 cộng với 2x này đúng không? Chia cho x bình, ok chưa? Thì chúng ta sẽ còn cái gì đây? Này thằng này hết đúng không nhỉ? Ok, thằng này sẽ nhóm x ra ngoài này, trong còn 2 trừ x chia cho x bình. Vậy nói tóm lại ở chỗ này là chúng ta có cái gì? À, chúng ta sẽ thấy là ở đây thằng này còn 2, thế đây nó đảo dấu đúng không? Đây là x trừ 2 thì đây còn 2. Vậy thì chúng ta sẽ biến đổi như sau này, bằng này, ngược lại nha, thì sẽ bằng tương đương với 2 mũ 1 trừ x bình chia cho x bình này trừ đi 2 mũ 1 trừ đi 2x chia cho x bình này thì bằng này. Đây, hai thằng này đảo dấu, đây dấu trừ, đây dấu cộng thì đây sẽ thành ngược lại, đây là cộng, đây là dấu trừ thì nó về đây đúng không? Nhưng đây còn số 2 nữa. Còn số 2 nữa thì sẽ bằng 1/2a. Đúng rồi, 1/2, rồi chuẩn rồi, 1/2 của thằng nào? Của 1 trừ đi 2x chia cho x bình trừ đi 1 trừ đi x bình chia cho x bình rồi. Ok, thế này là ngon rồi, đúng không? Ta xóa chỗ này đi. Xóa chỗ này đi. Rồi. Đó. Ta nên là biến đổi tiếp này. Ok, nó sẽ bằng này, chuyển vế đổi dấu thôi. Bằng T
tương đương này. 2 mũ 1 trừ đi x bình chia cho x bình này. Rồi chuyển thằng này sang, nhân tung chuyển sang là cộng với 1 phần 2 nhân với 1 trừ x bình chia cho x bình này. Rồi bằng bằng 2 mũ 1 trừ 2x chia cho x bình cộng với 1 phần 2 nhân với 1 trừ 2x chia cho x bình. Rồi nếu là đặt u bằng 1 trừ đi x bình trên x bình này, v bằng 1 trừ đi 2x chia cho x bình này, thì chúng ta sẽ có là 2 mũ u cộng với 1 phần 2 u thì bằng 2 mũ v cộng với 1 phần 2 v. Và đương nhiên ta xét cái hàm này, xét hàm ft bằng 2 mũ t cộng với 1 phần 2 t, đúng không? Thì ta có f phẩy t bằng gì? 2 mũ t lên p2 cộng với 1 phần 2, thằng này cũng luôn lớn 0 với mọi t. Rồi. Và ft luôn đồng biến. Đúng không? Đồng biến với mọi t. Rồi. Vậy thì ta sẽ có fu. Fu bằng fv tương đương với u bằng v. Đó. U v thay vào thôi, thay vào thì ta sẽ có 1 - x bình chia cho x bình thì bằng 1 trừ 2x chia cho x bình. Ô cái này dễ quá, 1 1 hết, đúng không? Thì ta sẽ có là x bình bằng thằng này hết này, 1 1 hết này, rồi trừ trừ hết này, thì tương đương với là x bình thì bằng đấy 2x. Vậy thì x bằng 0, x bằng 0 và x bằng 2. X bằng 0 thì điều kiện này loại rồi. Ok, vậy chỉ còn x bằng mấy thôi, phần 2, rất đơn giản đúng không? Những cái dạng này chúng ta nếu như thực ra viết làm thì rất là nhanh. Tuy nhiên có những cái dạng vận dụng cao, cái hàm đặc trưng nó rất là khó, chúng ta cần phải biến đổi một cách nhé. Nói chung là phải nhìn một cách thuần thục một chút thì chúng ta mới có thể là gì? Mới nhìn nhận được ra. Chúng ta phải làm từ cái bài cơ bản, chúng ta biết cách xử lý các tình huống, chúng ta sẽ làm những cái bài phức tạp hơn một chút xíu. Những bài này thì thầy đánh giá là rất là dễ, bài này mang tính chất là hàm đặc trưng, nó rất là dễ, dễ nhất trong cái dạng bài này rồi. Tuy nhiên thì đây là mang tính chất bài về mặt tự luận nên là thầy dạy ta rất là tỉ mỉ như vậy. Thế còn là trắc nghiệm thì chúng ta có thể làm nhanh bằng máy tính được. Video của thầy đây là kết thúc. Các em cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé. Cảm ơn các em.